tăng ca, thế là sẽ đi ăn món đậu phụ thối là một trong 10 món ăn đáng ăn khi đến du lịch tại Đài Loan và cũng như là những người mà làm sống và làm việc tại đây. Đấy nên là hôm nay sẽ đi ăn món đậu phụ thối, nó gọi là nan tofu kiểu như vậy đấy. Thì đậu phụ này nó không thối lắm đâu, mà nó chỉ là như kiểu thối một nửa đấy, chứ nó không thối một cách đặc trưng như kiểu của Trung Quốc, mà của Đài Loan nó vị nó khác hoàn toàn. Hôm nay đưa anh Tiến đi ăn cùng. Dẫn anh Tiến đi thưởng thức cái món đậu phụ thối. Cười lên cá rồi. Quay rồi đó. Ở Đài Loan rất nhiều quán chầu ấy. Tại đây ăn trên đường đi ăn đậu phụ thối. Đây là quán chầu ở Đài Loan. Ồ, xe cảnh sát này. Đây là đã đến quán đậu phụ thối. Lăng bạc. Đây có sư nó gờ nhàng nhàng phân nó gờ nan tô phu à châu tô phu à châu tô phu. Đây, chúng ta chưa để chữ à? Hảo, xin chào. Tô hồng ní. Bên chỗ lưu bên sợi. Đây, đây. Vâng. Bạn là người Yên Lan đúng không? Đúng, tôi là người Yên Lan. Yên Lan, Yên Lan mới có những liên này. Đúng. Yên Ní, quân Yên Lan, quân Thái Quốc không giống. Đúng, đúng, đúng. 你住哪里? 我住甘泉旁边这里 甘泉这里 红灯那里 红灯那边 对对 红灯那里 那你爱人住哪里? 我爷爷去那个 北岳 北岳啊? 对 落山了那么大 男爷人黑色 对对 没爷人 没白 爷人有这个臭豆腐吗? 爷人有没有臭豆腐? 有豆腐啊 没有臭豆腐 有豆腐没有臭豆腐 对对我对他那碗怎么做好笑你要摄影哦你要回去一个人做不是是我那个可以给朋友给爸爸妈妈看啊啊意思都是在我们这里录片啊对不对然后好可以我去越南做对慢慢做 vừa nói mấy ông bà chủ đây là ông bà chủ hỏi là mày ở đâu ở của Việt Nam thì tôi bảo là ở đó sinh là ở đài Bắc à, ở đằng Bắc của Việt Nam thì mấy hai ông bà chủ bảo là những người mà ở miền Bắc ấy thì là thường da nó thường trắng trắng và như vậy nên là ông mới biết. ông ấy trước thì tôi cũng nói chuyện với ông này rồi thì ông ấy bảo là trước cũng đã từng đối như là đi đến Việt Nam chơi rồi, đến Việt Nam chơi khoảng độ 2 tháng rồi. Đây là món đậu phụ thối. Ngửi thấy đứng đây đã ngửi thấy mùi rồi. Mùi hương rất đặc trưng luôn.现在几岁了？七十岁。70岁。看那么年轻的，跟那晚娘一样。没有，我没有那么多岁。那晚娘都几岁了？你是我。对，50几岁。50几岁？哦，对，干很年轻啊。<笑>真的嘞。一转眼就老了。我在越南嘛，有认识那个。差不多70岁了哦，那个很痛的。那个哦腰。对对对对，看没有那么年轻。没有那么就是那个什么，工作嘛，对不对？对。我俩男方都颠倒哈，女的。
在这儿的。在这儿的地方比较老了。你在这里上班了？我在这里工作，那个政治的。那边对，那边。每天我走来走去，我看以前是有去一次的，就你去一次了。你是阿哥啦？对。之前是不是跟那个阿忠？阿忠。那个人没有用。对，现在他没有做那个工作活了。我去大湾。他很爱喝酒。他刚关回来。啊，被警察抓。喝酒，现在他都会关。现在喝酒，骑摩托车被警察抓，要关。刚关了。刚关了，关起来，关在4个月。4个月。刚回来一个礼拜。以前我有跟他交接班呢，他一天喝那个两罐，一罐两罐那个酒啊，对。工作很小啊。我今天然有看到一个80几岁。我老老的很可怕。对。不是有天气太热了。北比较不会老了。对。南有老。南那个50几岁都老得下。哦，那个脸全部皱。他很辛苦嘛。南边那个很辛苦。现在比较不会了。对，现在不会了。我们3、4年前去哦。没有，他们没有什么东西可以吃。你要帮我介绍你们越南的啊，买这个车的。没有越南买的车的吧？说我们那个是越南的啤酒，你们帮我介绍那个。我这里吃这个车的，就是过来搞这块房子。打工的，我靠打工的。北比较好，北有热有凉，有热有凉，对，跟台湾一样。南内全部都是热。对。我去南内住3年。住3年了。去南内住3年。对。三年。南最没有那个，没有冷啊。大风。有一点啊。肩膀冷。一点嘛。对啊，没事。这样了，吉普。白完了，这个鹅蛋白完了，按盖的就错完了。为什么？哎，不错吧？搞干啥的？不丢呢。丢没有？丢几年？OK。对啊，车把头前弯倒骨头。nhất định là phải có cái cay này. Có gì? Ớt cay này ăn nó ngon. Ớt. Đây là xì dầu. Anh dưới đấy là đúng rồi đấy. Anh dưới xì dầu rồi, có ốc cải này. Đúng rồi đấy. Thơm nhạc mà. Dạ. Có cũng thơm nhạc á. Nhạc đó. Không được bỏ cái dâu thơm nhạc á. Đây là cải bắp. Như kiểu là cải bắp muối đây, nhưng mà cải bắp này của Đài Loan ấy thì là nó
nó không như cải bắp của mình đâu, nó không chua đâu, nó không quá là chua cũng như mà nó không mặn đâu, mà nó ngọt ngọt cơ. Ngọt rất là ngọt luôn. Đây là miếng đậu phụ thối. Anh có ngửi mùi chưa? Ngon không? Ngon không? Thối. Đúng. Nó giống như cái mùi cháo ở bên mình thôi. Cái gì? Nó giống như cái mùi cháo ở bên Việt Nam thôi. Cháo á? Em chưa ăn qua được. Cháo nó cũng làm thổi như thế này mà nó ăn về bụng cháy á, nó vào thổi như đây. Những cái dưa bên này nó làm món Tuấn ơi. Dưa bên này nó làm ngon, ăn ngọt ngọt mà nó giòn giòn này, rất ngon, ngọt ngọt giòn giòn. Phải trộn lẫn như này, trộn lẫn cả hai thứ lại, xong rồi chấm một ít ớt, cho một ít xì dầu ở đây nữa, ăn, ngon. Ở đây thì giá nhá, ở đây có 40 khoai thôi. Ở đây là trên dầu cho anh em ăn cái này mà nó 50 khoai cơ. Trên đó là người Việt mà tập trung đóng hết, đồ ăn đắt. Anh ăn cái món miếu bài chưa? Hả? Miếu bài. Cái món bò thịt bò đấy. Thịt bò, mì bò đấy. Mì bò của Đài Loan. Ở bên Thời Duyên hay gì? Không, em ăn ở trên... Ở đây cũng có đây. Ở đây cũng có món miếu bài này. Ở Thời Duyên có mà. Không có nào ra đây xa ra và cạnh mình có luôn. Trên nào trên cũng có. Cạnh mình bên cũng có. Món nào chưa? Trời. Cái lá của mình vui sướng quá. Nhiều người đến đặt này. Rất nhiều. Rất nhiều. 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 Hẳn đây là châu châu à, châu 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 đậu hủ, đây châu đậu hủ, yêu chấm chấm với chua chưa đang gì, yêu dùng cái đại bạch cải, đại bạch cải, chê 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 chê, xả đi phao, cái cái đại bạch cải chọ, chọ, cái chọ hóa xào hoàn, cái dầu cái thang xả đi phao cái, ừ, thao thao cái chọ, không có gì, em không hiểu thì nói gì luôn. Em không hiểu ông đi nói gì. Em phải dạo sau em phải xem lại em xem được. Lòng bảo đừng ngược đừng quay. Đại mãi, em mới thích lắm. Chỉ bảo ăn thôi, ăn thôi. Ăn đi ai mà. Ông chủ này sống ở Việt Nam là 3 năm rồi. Thế nên là ông ấy biết nói một số từ tiếng Việt. Đây là nơi nào ạ? Tôi đang muốn đi
đấy này xe long quan, xe long quan yếu yếu nó gọi yếu nó xoáy to là xoáy xoáy ăn to mà đây. Yếu san yếu yếu san yếu san yếu san hẳn to san à, 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 có mấy giờ truy gan của gan gan cua ten ten xương với gì có gan cua ten xương với gì ạ ngay và hai hai mấy mấy giờ truy quán nó mà to hai quán của truy thần to rồi ai nán thế chung chấm bút chì chấm bút truy hảo chấm bút chì bán đủ hình nghề do chúng ta chỉ do chỉ nghề. Nghĩ có mấy lời sang nhỉ? Wow, nó gần đi ném nhiều cây rồi, năm năm rồi, đi ném nhiều cây rồi, 4 năm 6 cây rồi, đi ném, 1 năm 6 cây, 6 cây, tôi 1 năm 6 cây, tôi không biết, 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 他就是只几天就过来了，那过来过来。不会讲。这越南读书可以就很厉害。嗯。那个越南很多华人吗？很多华人。对啊，华侨对。华侨。对，云南过来的，大陆云南过来的。对对。那个云南。 坐车就可以过来了，那有一个竹竿拉起来就可以过来。云南是靠你们那边北啊？靠北啊，靠哪里？我北啊，云南靠北啊，云南，大陆云南，大陆，云南。你们哦，你不知道？我不知道。那你不要出去过，在你家乡。可以。 可以，我去过了，我。南内人你都没去过。我。有。去。你有没有去过？去过一来。你会可以，我去过了。南内人你听不懂。南内我还没去过。没去过，那你北就是南内人。对，我是北越嘛。那你从北就坐飞机过来，以前是要来南内坐的。没有。 现在可以直接飞到北越啊。现在你坐飞机比较方便。以前你要坐车来南内，南内再回来台湾。哦，以前会这样。对，这样。现在没有啊。你那个时候你好像还没有离几岁？我24了。24哦。对。啊，你们还没有生呢。那个时候我们二十七年前去嘛。 那完那个是什么？拜拜的那个。那个高丽菜。
高丽菜。对啊，泡那个醋，刚才你吃那个醋，你刚才倒了那个黑醋嘛？对对。啊，你泡高丽菜，高丽菜要白醋。那个是黑醋。哎，它还有一种像水一样白醋。哦，那个是白白的，那个是白醋嘛？白醋下去泡。他弄一点糖，一点盐巴，还有这个东西，泡泡是变。好，先怎么去解释？因为我今天想拿出来向大家霍金爷爷，霍金爷爷就是做了很多科学上的一些帮助大家末日找到，尤其2012年现在已经过了。忘了。他现在不到2009后，2013年，他的小行星要撞上地球，一回到了才能解决地球很难避免。哎，你看该用。两个电台。Cái vị thối nó thắt vào sọc vào mũi luôn ấy, vào cổ họng luôn. Mình có thể cảm nhận được đấy, nhưng mà khi mà ăn vào thì nó sẽ đậu này nó sẽ ăn, nó sẽ ngậy và nó sẽ bùi hơn là cái miếng đậu bình thường. À, cảm giác như kiểu là nó rất là ngọt mà nó ngậy ấy. Nó không giống như cái đậu bình thường, nên là cho dù thối nhưng mà cũng rất là nhiều người ăn.